Trần Khuê Ly, thường được gọi với cái tên Jimmy, cảm thấy chán trường khi chuẩn bị phải rời khỏi Mỹ. Anh mới tới đây một tháng trước để trở thành một người giữ trẻ tại gia theo dạng đặc biệt, một au pair. Nhưng giấc mơ trải nghiệm cuộc sống với một gia đình người Mỹ đã sớm biến thành cơn ác mộng. Tôi phải trả rất nhiều tiền để được tham gia chương trình này, thế mà họ bảo tôi phải quay lại Trung Quốc. Thật là bất công, và rất thiếu tôn trọng. Jimmy trả lời phỏng vấn qua Skype sau khi bị sa thải khỏi công việc au pair của mình. Anh kiếm được công việc này thông qua một công ty bảo trợ của Mỹ có tên Go Au pair. Jimmy được giới thiệu làm việc cho một người bố đơn thân với hai đứa con sinh đôi 5 tuổi sống tại New Jersey. Mỗi tuần anh phải dành ra tối đa 45 giờ để trông nom lũ trẻ. Tôi tới Mỹ muốn trải nghiệm văn hóa Mỹ, đời sống Mỹ, cải thiện tiếng Anh của mình. Nhưng trong suốt một tháng qua, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống Mỹ. Jimmy là một trong số 20.000 bạn trẻ nước ngoài trong độ tuổi đại học, làm việc tại Mỹ mỗi năm theo dạng trao đổi văn hóa. Bộ Ngoại giao Mỹ giám sát chương trình này, nhưng những công ty tư nhân như GoOpair điều hành nó. Về mặt chính thức, mục tiêu của chương trình này là để thúc đẩy trao đổi văn hóa, Tuy nhiên, chương trình này đang vấp phải nhiều chỉ trích với những cáo buộc đối xử với OP như người hầu, thay vì là một người chăm sóc trẻ, và đứng về phía các gia đình khi họ lên tiếng phản nàn. Bản thân những người au pair hầu như không có khả năng và điều kiện để giải quyết những vấn đề gặp phải. Và nếu họ phải rời khỏi nhà chủ, số phận của họ nằm hoàn toàn trong tay của các công ty tài trợ đó là điều xảy ra với Jimmy khi phụ huynh của hai bé sinh đôi phải nàn với chất lượng dịch vụ của Jimmy. Công ty Care yêu cầu anh rời nhà ngay tối hôm đó. Tôi cảm thấy rất bất công, vô cùng giận dữ. Tôi thu dọn đồ đạc, cố liên lạc bạn bè nhưng chẳng có nơi nào để đi. Công ty Care không bình luận về trường hợp của Jimmy, còn người chủ nhà không hồi đáp những cuộc gọi liên tiếp của VOA. Tuy nhiên, những trao đổi qua lại giữa Jimmy và Go Au Pair có thể phác họa phần nào mâu thuẫn giữa hai bên. Người chủ nhà nói rằng con gái của ông ấy bị khóa trong phòng của Jimmy và rằng anh này đã bỏ hai đứa nhóc một mình trong vòng 15 phút. Jimmy phủ nhận tất cả những cáo buộc này, nói rằng phòng ngủ không hề khóa và anh ấy chỉ để hai đứa nhóc trong phòng khách trong khoảng thời gian ngắn khi người chủ có ở nhà để phản đối việc ông này thường xuyên bắt anh trông quá giờ quy định trong những trường hợp như thế này, những người OP có thể yêu cầu được sắp xếp đến các gia đình chủ khác. Đây là giấy tờ về chính sách hòa giải. Nó có nghĩa là nếu bạn gặp vấn đề không hòa hợp với chủ nhà thì bạn cần tuân theo ba bước sau để có thể được sắp xếp đến các gia đình khác. Nhưng đối với Jimmy, quá trình này không xảy ra. Người không sắp xếp đưa anh đến một gia đình khác thêm vào đó công ty này hủy visa của Jimmy và yêu cầu anh rời Mỹ bất chấp việc chính Goopay nói anh không làm gì sai. Họ mua vé cố gắng không làm trò chuyện và rồi họ cho tôi xem những lời phàn nàn tất cả đều là những thứ rất đơn giản chỉ cần trao đổi thôi là có thể giải quyết vấn đề bộ ngoại giao và các công ty tài trợ như Goopay cho biết phần lớn họ nhận được những phản hồi tích cực về chương trình từ phía gia đình chủ và Goopay. Tuy nhiên, theo những gì VOA trao đổi với các au pair, việc phải chuyển nhà chủ thường xuyên xảy ra. Thường xuyên đến mức nào? Rất thường xuyên. Mặc dù Bộ Ngoại giao từ chối cung cấp số liệu cập nhật nhất, nhưng những báo cáo trước đây cho thấy, trong năm 2015, có khoảng 2.000 trường hợp phải tìm nhà chủ mới. Tỷ lệ này tăng gấp đôi so với con số của năm 2014. Công ty tài trợ ở Mỹ nên đối xử tốt với các au pair và các gia đình chủ. Họ không nên chỉ về phe với gia đình chủ và buộc tôi phải rời Mỹ. Giờ, với việc visa bị hủy, Jimmy không còn lựa chọn nào khác là rời nước Mỹ. Bộ Ngoại giao hy vọng các au pair khi trở về nhà sẽ tiếp tục giữ liên lạc và thúc đẩy hiểu biết của thế giới về các giải trị Mỹ. VOA hỏi Jimmy xem liệu anh có muốn thử tham gia chương trình một lần nữa hay không. Ờ... Uh tôi không nghĩ vậy